Xin chào các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về cách tìm ý tưởng phát triển mặt bằng công năng kiến trúc của Học viện Gizento. Thì hôm nay Học viện Gizento muốn hướng dẫn các bạn cái cách tìm ý tưởng phát triển mặt bằng công năng kiến trúc của một công trình nhà vườn 120m² cho một vị chủ đầu tư ở khu vực Thái Bình. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được nhiều các cái chia sẻ về nhiều các cái ý tưởng phát triển mặt bằng công năng thiết kế để các bạn có thể tham khảo, và khi rơi vào bất kỳ công trình nào các bạn đều có thể lên ý tưởng tốt nhé. Bất kỳ công trình nào, trước khi các bạn lên ý tưởng tìm ý về phát triển mặt bằng công năng kiến trúc, thì các bạn cần phải hiểu sâu về cái mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng của chủ đầu tư, cũng như tìm hiểu hiện trạng của khuôn đất, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn hãy nghe một anh em trong đội khảo sát đi khảo sát thiết kế cho vị gia chủ ở khu vực Thái Bình này nhé. Và trong quá trình mà các bạn nghe bạn ấy chia sẻ thì các bạn sẽ hiểu về đề bài. Và sau khi các bạn nghe hết cái phần bạn ấy chia sẻ xong thì tôi sẽ đưa ra cái ý tưởng để phát triển mặt bằng công năng kiến trúc cho công trình này. Khảo sát thiết kế công trình nhà vườn mái Nhật của gia đình chú Nguyễn Đức Long. Thì bữa trước cái chú ký hợp đồng trên Hà Nội rồi, thì hôm nay em về đo đạc lại khuôn đất kết hợp với lại cái thông tin bữa trước chú cũng đã vẽ sơ bộ ra. Thì cũng ra được rồi, cũng tương đối là chính xác. Đây là cái nhà hiện trạng này, nhà cấp 4 này. Đây là công trình mới dự kiến này. Đây là cái vị trí thì gần như là nằm ở trên vị trí công trình nó có sẵn, sau này chúng ta sẽ bỏ công trình đi và xây lại công trình mới. Cái đường line màu đỏ đây là cái phần khuôn bao đất. Bây giờ công trình mới thì có một yêu cầu là ngoài cái công năng như chú đã làm sơ bộ trao đổi với anh Ngọc Anh rồi, thì để khoảng cách ra từ nhà này ra cái phần hàng rào này, sau này gia đình xây hết lại hàng rào, em đang để khoảng 1 mét, sau này tường nó rơi khoảng 25 nữa thì kia nó còn khoảng 75-80, đi lại nó vẫn là ok, đi lại được xung quanh khuôn viên luôn. Dự kiến là chú cũng sẽ thiết kế phần cảnh quan sân vườn luôn, nên là sẽ quy hoạch. Thì đây là công trình chính, hướng ở đây là 135 độ đông nam. Cấp điện thoát nước thì dự kiến sẽ làm ở khu vực bên trái mặt trước này. Để cấp nước sẽ làm ở khu vực bên phải này. Bên này sân vườn bố trí gara này, ngoài này thì có thể sân vườn tiểu cảnh. Với lại gia đình chú thì cũng ít khi sử dụng công trình này thôi, ví dụ có công có việc thì mới mở ra thôi. Đó, gần như là ít khi sử dụng. Anh em thiết kế đặc biệt là cái phần sân vườn này làm sao cho vật liệu mà nó sạch sẽ, tránh tình trạng một thời gian không có ai chăm sóc ngó nghiêng đến là nó thành một cái vườn rất là tùm. Công trình này thì chú có một cây mít đang ở vị trí hiện tại đang ở chỗ này, sau này khả năng sẽ đánh đi và trồng một vị trí khác ở trên khu sân vườn này. Chỗ này là cây khế, nó cũng có thể là quy hoạch lại ở một cái vị trí nào đó. Bất kỳ công trình nào, trước khi các bạn lên ý tưởng tìm ý về phát triển mặt bằng công năng kiến trúc, thì các bạn cần phải hiểu sâu về cái mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng của chủ đầu tư, cũng như tìm hiểu hiện trạng của khuôn đất, đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn hãy nghe một anh em trong đội khảo sát đi khảo sát thiết kế cho vị gia chủ ở khu vực Thái Bình này nhé. Và trong quá trình mà các bạn nghe bạn ấy chia sẻ thì các bạn sẽ hiểu về đề bài. Và sau khi các bạn nghe hết cái phần bạn ấy chia sẻ xong thì tôi sẽ đưa ra cái ý tưởng để phát triển mặt bằng công năng kiến trúc cho công trình này. Như vừa rồi đã phân tích thì tôi sẽ vẽ trước về cái mặt hình khối của mặt bằng công trình này anh em nhé. Đấy. Như vừa rồi chúng ta sẽ phân tích đó là gì ạ? Cái công trình này thì chúng ta sẽ lấy chiều ngang, đúng không ạ? Nó sẽ rơi vào khoảng tầm đây. Tôi cứ vẽ nó rộng ra một chút đi. Chiều ngang sẽ rơi khoảng 13-14 mét như vừa rồi chúng ta đã phân tích rồi. Rồi, còn chiều sâu thì chúng ta sẽ lấy khoảng hơn 7 mét đó, như vừa rồi chúng ta cũng đã phân tích. Ok, rồi tôi vẽ nốt cái phần hình chữ nhật này. Trong bước này là vẫn là cái bước là chúng ta phát triển để chúng ta tìm ý anh em nhé. Rồi, ok. Thế thì cái ý tưởng mà tôi đưa ra ở đây ấy, thì tôi sẽ dành toàn bộ cái không gian ở phía bên phải. Đây tôi sẽ viết ở đây cho anh em nhìn nó dễ. Đây, cái khu vực này sẽ là cái khu vực phòng khách anh em nhé. Toàn bộ cái không gian ở phía bên phải này sẽ là khu vực phòng khách. Ở giữa sẽ là không gian của khu vực phòng thờ kết hợp với sảnh. Đây sẽ là có một cái khu vực sảnh này, và đây là khu vực phòng thờ này.
Rồi. Còn phía bên này sẽ là cái khu vực mà chúng ta sẽ bố trí phòng ngủ. À, tôi sẽ đẩy cái khu vực phòng ngủ xuống đây. Đó. Còn bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái khu vực phòng ăn. Đấy, phòng ăn ở đây. Và thay vì khác đi làm giống như chủ đầu tư đưa ra là bếp với ăn, sau đó là chúng ta làm một cái khu vực vệ sinh, sau đó chúng ta giật cái khu vực sảnh phụ vào, sảnh phụ sẽ song song và giật vào đúng không ạ? Đấy sẽ bị khuyết ở cái khu vực này, đấy sẽ làm khu vực sảnh phụ này. Thì đấy ý tưởng chủ đầu tư ban đầu đưa ra. Như vậy ấy, thì khu vực bếp của ăn nó sẽ rất là chật anh em nhá. Mà chúng ta không tận dụng được hết cái gì ạ? Cái diện tích đất vẫn còn tối ưu. Đấy, vì vậy là tôi sẽ đẩy cái khu vực đây là khu vực phòng bếp. Nó sẽ ở vị trí này. Và đây khu vực vệ sinh chung nó sẽ ở vị trí này. Đấy, tức là về mặt phát triển ý tưởng ấy là chúng ta sẽ chia thành 1 2 3 4, 4 gian theo chiều ngang anh em nhé. Đây, tôi sẽ vẽ như này cho anh em dễ hình dung hơn. Đó. Đây, tôi sẽ vẽ cái gian này nó sẽ như này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ có không gian của phòng này. Tất nhiên cái khu vực phòng khách chúng ta sẽ ưu tiên nó sẽ rộng hơn. Đấy, so với cái không gian của khu vực phòng thờ anh em nhé, phòng thờ thì chúng ta chỉ cần khoảng trên dưới 10 mét vuông hoặc 9 đến 10 mét vuông là đẹp rồi. Tiếp đến là cái khu vực phòng ăn và phòng ngủ. Thì trong đấy phòng tôi sẽ hạn chế cái khu vực phòng bếp hơn. Đấy, tại vì bếp cùng chiều với khu vực vệ sinh chung nên chúng ta sẽ làm ý tưởng sẽ làm với cái khu vực bàn bếp sẽ chạy theo chiều sâu của công trình. Đó, và diện tích của khu vực phòng bếp này sẽ hẹp hơn. Đây. Thì chúng ta ưu tiên cho khu vực phòng ăn và khu vực phòng ngủ anh em nhé. Rồi, đấy, ý tưởng là như vậy đó. Tí nữa là chúng ta sẽ đẩy ra sau. Ok, để mà cái khu vực bếp này nó được rộng hơn chút, đây là do chưa đúng tỷ lệ thì tôi sẽ đẩy dịch cái trục này ra một chút. Đây, chúng ta sẽ đẩy ra một chút này. Được chưa? Ok. Rồi. Đấy, thì đấy ý tưởng của tôi sẽ là như vậy. Tiếp đến là chúng ta sẽ phát triển theo cái gì ạ? Chia lưới theo cái chiều sâu của công trình. Thì đối với công trình này thì chúng ta chỉ chia thành hai lưới thôi. Thì ở đây thì tôi sẽ ưu tiên cái không gian ở phần trước sẽ được diện tích nó rộng hơn, nó sẽ như thế này. Rồi, chúng ta sẽ cứ chia tạm thời chúng ta sẽ chia như này đi. Chúng ta sẽ lấy cái phần đằng trước nó sẽ rộng hơn. Rồi ạ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên tiến hành chia trước cho khu phòng khách. Phòng khách này thì gần như là chúng ta sẽ không có cái lưới trục ở đây rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy toàn bộ cái không gian này. Đấy, để gì ạ? Cái khu vực phòng khách này vào nó sẽ được rộng rãi hơn. Rồi ạ. Tiếp đến là cái khu vực phòng thờ thì chúng tôi cũng ý tưởng là sẽ làm gì ạ? Thông thoáng. Một là chúng ta có thể là làm đây, chúng ta sẽ xây một chút cái khu vực tường đây, sau đó chúng ta sẽ làm một cái bức vách bằng CNC hoặc là chúng ta có thể để thoáng luôn, tùy mọi người. Là tùy gia chủ, chúng ta để thoáng cái phần này, sau này gia chủ sẽ làm vách CNC ngăn vào sau. Đấy, và cái khu vực sảnh với phòng thờ thì nó sẽ được thông với nhau luôn anh em nhé. Đấy thì đối với cái khu vực sảnh này ấy, thì nếu chúng ta để cái này nó quá rộng và vừa rồi tôi có nói rồi để mà tiết kiệm diện tích ở phía đằng trước để làm sao cái không gian phần sân ấy, nó ít nhất nó phải được 5 mét hoặc 5 mét trở lên thì chúng ta làm khu vực sảnh âm vào đúng không ạ? Đấy, thế thì ý tưởng là chúng ta sẽ phát triển một cái khu vực sảnh âm vào như thế này. Đấy. Tức là âm vào tức là nó sẽ ăn vào phần diện tích bên trong. Rồi. Anh em nhé, nó sẽ đấu thẳng với cái trục này. Ok. Rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái khu vực sảnh nó sẽ âm vào như thế này. Thế thì ý tưởng của tôi ấy là tôi sẽ cho nó lồi ra một chút nữa. Tại vì khi mà chúng ta làm về mặt hình khối ấy, nếu mà chúng ta chỉ để như thế này thôi thì thực sự là cái phần cột là sự chúng ta phải phát triển, nếu mà chúng ta chỉ phát triển này cái phần sảnh đến đây cái cột nó vào đây thì cái khu vực sảnh này ấy, cái phần cột nó sẽ bị chiếm diện tích và mở cửa ra nó sẽ bị vướng và nhìn về mặt hình khối sau khi mà chúng ta phát triển 3D ấy, nó sẽ không được ổn lắm.
Đấy, lên về cái ý tưởng của tôi thì tôi sẽ làm như thế này. Đây, tôi sẽ đẩy cái khu vực cột sảnh ra phần này chẳng hạn. Đó, tùy về mặt hình khối ý tưởng anh em phát triển thôi, thì chúng ta đã có ý tưởng ngay trong đầu rồi. Đó, thì chúng ta sẽ làm lồi ra một chút và chúng ta sẽ đẩy hai cái khu vực cột sảnh sang. Đấy, thì cũng là một cái nữa để anh em tham khảo đấy, sau này chúng ta sẽ phát triển cái khu vực cột sảnh ở đây. Đấy, được chưa? Rồi, đối với cái công trình này để mà chúng ta tối ưu về cái sân đằng trước ấy, đấy, như vừa rồi chúng ta tính toán là trên 5 mét đúng không ạ? Thì ở đây thì tôi sẽ thiết kế cái khu vực sảnh này sẽ rơi vào khoảng tầm 3 bậc thôi anh em nhé. Sẽ làm 3 bậc thôi. Để tránh cái trường hợp mà gì ạ? Chúng ta nó tốn kém quá nhiều cái phần diện tích. Tất nhiên nếu mà có diện tích thì chúng ta làm 5 bậc cao ráo hơn, nhưng mà chú cũng mong muốn là làm 3 bậc, tại vì sau này ấy thì cũng là toàn người lớn tuổi thôi, nên cái việc mà lên xuống chiều cao cao quá nó cũng ảnh hưởng đến cái việc đi lại. Đấy, thì chúng tôi sẽ phát triển thành 3 bậc như thế này. Rồi, tất nhiên cái khu vực cửa ở đây thì như mong muốn nguyện vọng của gia đình thì chúng tôi sẽ phát triển ở cửa gỗ palô kính nhìn nó thoáng hơn, hoặc là sử dụng cửa nhôm vân giả gỗ, hoặc là sử dụng cửa thép vân gỗ đúng không ạ? Đấy, rất là nhiều các cái ý tưởng để phát triển ở đây. Đây thì tôi sẽ làm, chúng ta sẽ bố trí ở đây. Đấy, chúng ta sẽ làm hai cửa, cái phần cửa hai bên sẽ nhỏ hơn và là fix chẳng hạn. Rồi, còn cái khu vực cửa chính ấy, thì chúng ta sẽ làm to hơn. Tức là bốn cánh đúng không ạ? Bao giờ cái khu vực. Rồi. Ok, đấy vẽ như vậy là anh em hiểu. Ok, đây là chúng ta đang tìm ý để chia sẻ thôi. Chia sẻ cái ý tưởng. Còn tí nữa chúng ta sẽ phát triển chi tiết ở bên trong phần mềm Revit anh em nhé. Ok. Thế thì đối với cái khu vực phòng ăn ở đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ để thông với khu vực sảnh rồi, để cho cái phần diện tích này nó được thông thoáng hơn. Rồi, ok, chúng ta sẽ bỏ đây đi. Rồi, đấy thì chúng ta sẽ được một cái phòng ăn rất là rộng và view rất là đẹp khi tôi sẽ có ý tưởng mở cái khu vực cửa sổ ở phía đằng trước anh em nhé. Rồi có cái khu vực bếp, phòng ăn ngăn cách với khu vực phòng bếp ấy, thì ý tưởng rồi tôi sẽ làm một cái khu vực cửa trượt, hoặc là vừa là trượt và vừa là gấp luôn. Đấy, cho gia chủ sẽ có một cái không gian, ví dụ như nếu mà chúng ta muốn bật điều hòa hoặc là tránh mùi từ khu vực bếp lên khu vực phòng ăn nó cũng sẽ ok hơn. Rồi thì ý tưởng của chúng ta sẽ làm cái cửa hệ cửa trượt gấp anh em nhé. Đây, tôi sẽ vẽ biểu tượng này thôi. Còn đâu vào phần mềm Revit là anh em sẽ sử dụng cái thư viện cửa có sẵn rồi, chúng ta chỉ chỉnh lại các cái kích thước thôi cho nó ok. Đấy. Đây tôi trưng đây là một cái khu vực cửa. Đây là không gian của khu vực bếp. Và tất nhiên đối với không gian của khu vực bếp như thế này thì tôi sẽ phát triển cái bàn bếp dạng thẳng chữ L đúng không ạ? Để tránh cái trường hợp là chúng ta tốn quá nhiều phần diện tích. Đây nó sẽ như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ bố trí cái khu vực tủ lạnh nó vào góc này anh em nhé. Ok. Đây là khu vực tủ lạnh, đây là khu vực bàn bếp. Được ạ. Đấy, đến cái khu vực phòng ngủ thì rất ok rồi, chúng ta sẽ mở cái khu vực cửa cho khu phòng ngủ ở đây thôi. Đấy, vị trí mở cửa tối ưu nhất đúng không ạ? Ok, phòng ngủ này thực chất thì cũng không cần phải diện tích quá lớn, tại vì thi thoảng cô chú mới về thôi. Nên đây thì chúng tôi sẽ tính toán là rơi khoảng 12 đến 13 mét vuông là đẹp. Đấy thì tí nữa chúng ta sẽ đưa vào phần mềm Revit để chúng ta sẽ căn chỉnh sau anh em nhé. Đấy. Rồi còn cái khu vực vệ sinh chung ấy thì ý tưởng của tôi ở đây ấy, nếu mà chúng ta từ khu vực sảnh này chúng ta vào khu phòng ăn sau đó mới vào khu vực bếp như vậy thì sẽ rất là bí đúng không ạ? Đối với một công trình nhà vườn thì chúng ta lên có một cái khu vực sảnh phụ để đi thẳng vào khu vực bếp thì nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta mở cái khu vực sảnh phụ ở đây này thì theo tôi cũng không hợp lý lắm. Tại vì về mặt kiến trúc ấy, nó sẽ không, về mặt hình khối khi mà chúng ta phát triển lên thì nó sẽ không được đẹp. Đấy, cái thứ hai nữa là gì ạ? Nếu mà chúng ta mở cửa đây lại chúng ta lại phát triển thêm sảnh đây thì thực sự nó sẽ rất là chật, mà lúc ấy là nó không được ok lắm về mặt hình khối.
lên ý tưởng tôi ấy, là chúng ta sẽ vẫn còn đất để đi phần đường phía bên bên hông như thế này đúng không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ làm một cái khu vực sảnh phụ ở đây. Đó. Thế thì đối với khu vực sảnh phụ này thì tôi sẽ ý tưởng là tôi sẽ giặt lại cái khu vực nhà vệ sinh để tôi sẽ mở một cái cửa đi vào cái khu vực phòng bếp này. Đấy, nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Ok, thế thì chúng ta sẽ triển khai cái ý tưởng là như sau. Đây, tôi sẽ mua mua cái phần này đi. Đây, dịch xuống đây tí nữa chúng ta xóa đi, chúng ta tìm ý thôi. Đây, đó, thì tôi sẽ để chừa lại. Tại vì cái vệ sinh này thì chúng ta không nhất thiết phải làm quá là gì ạ? Quá là rộng đúng không ạ? Đó, sau đó là chúng ta sẽ xóa cái không gian ở đây đi. Đấy, đấy, như vậy là anh em hiểu ý tưởng rồi đúng không ạ? Đấy, và hoàn toàn là chúng ta gì ạ? Đây, chỗ này thì chúng ta có thể để thêm một cái khu vực tủ để đồ anh em nhá. Rất là hợp lý và tiện luôn ạ. Đấy, thì tôi sẽ phát triển một cái tủ để đồ, xây tường cái chỗ này ra và để tủ để đồ ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái khu vực để tủ để đồ. Rồi, ok. Thế thì phần này thì chúng ta sẽ mở cửa ở cái khu vực này thôi để đi vào khu vực sảnh ở đây. Đó, thì tí nữa chúng ta sẽ căn chỉnh sau để làm sao cho nó hợp lý nhất về cái kích thước của cái phần cửa. Nhưng mà theo tôi thì cửa cũng phải rộng rãi khoảng tầm 80 đến 90. Đúng không ạ? Để cái khu vực sảnh phụ này nhà có công chuyện thì nó sẽ được rộng hơn. Đấy, thì chúng ta sẽ căn chỉnh kích thước để chúng ta làm sao mà tối ưu. Đấy, nhưng mà về ý tưởng nó sẽ như vậy. Rồi. Ok, chúng ta có phát triển một cái khu vực nữa, đó là một cái khu vực cho sảnh phụ cho khu phòng khách anh em nhé, bắt buộc phải có một cái sảnh. Đấy, để gì ạ? Cái nối bên này là chúng ta sẽ để cái khu vực là chúng ta để gara rồi đúng không ạ? Đấy, gara xe nó sẽ ở khu vực này. Đấy. Thế nếu mà chúng ta đi vòng ra đây mà đất trong khi vẫn đang còn đúng không ạ? Chúng ta vẫn còn đất ở đây, vẫn còn đất ở đây. Đấy, mà chúng ta đi vòng ra cái phía đằng trước này thì nó không được ok lắm. Nên tôi sẽ phát triển một cái khu vực ở đây. Đó. Đây anh em nhá. Thì ý tưởng của tôi là tôi sẽ phát triển một cái khu vực sảnh phụ nó sẽ ở vị trí này. Đấy. Đây và cửa tôi sẽ làm cửa mở ra. Rồi. Đấy, để đi vào nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều anh em nha. Đó. Đấy, còn đâu bậc thì ở đây thì chúng ta sẽ căn nó vẫn còn diện tích thôi nên là để tối ưu ấy thì chúng ta cũng không lên làm cái sảnh nó đua ra. Ở đây thì chúng ta chỉ làm cái bậc cái bước lên thôi, ba bậc bước lên thôi. Đúng ạ? Tại vì chúng ta đang gì ạ? Cần tối ưu về phần gì? Phần cái diện tích của cái khu vực này đây. Đấy. Thế thì ý tưởng là chúng ta sẽ làm như này. Rồi. Chúng không làm sảnh đua ra nữa. Đây, chúng ta chia ra rồi, chúng ta làm 3 bậc. Đấy. Ok. Thì như vậy thì dạ, cái khu vực mà chúng ta làm bậc lên là sẽ không bị chiếm nhiều diện tích khi mà chúng ta để xe ô tô bên này, tại vì bên này chúng ta đang tính là ít nhất nó phải được trên 6 mét đúng không ạ? Thì nó mới ok được. Rồi ok thì bây giờ sau khi xong thì các bạn bố trí đồ đạc và thôi. À tôi cũng vẽ lốt cái khu vực sảnh ở đây. Đấy thì ý tưởng của tôi ở cái khu vực sảnh phụ này này. Để tôi sẽ xóa đi nhá. Ý tưởng của tôi ở cái khu vực sảnh phụ này gì ạ? Thì bên này ấy, thì chúng ta vẫn còn để chừa ra được khoảng tầm hơn 1 mét đúng không ạ? Đấy, lên ý tưởng của tôi ấy, tôi sẽ không không làm bậc sát vào đây tại vì như vậy là chúng ta sẽ không thể đi được đúng không anh em? Đấy thì ý tưởng của tôi sẽ như thế này. Đấy, tôi sẽ phát triển một cái sảnh nó ra như thế này. Đấy và nó sẽ sát vào cái khu vực gì ạ? Khu vực hàng rào luôn anh em nhá. Đó, tại vì chúng ta để như thế này thì nó chúng ta làm vụ làm theo kiểu như bên kia ấy, thì nó không ổn lắm tại vì diện tích nó rất chật. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đi lên thôi. Rồi. Ok. Đấy, tôi sẽ vẽ như vậy. Và ở đây ấy, thì chúng ta có thể bố trí được một cái khu vực
thậm chí luôn là chúng ta có thể làm một cái khu vực sân ướt ở ngoài này. Đấy, thì ý tưởng chúng ta sẽ làm một khu vực sân ướt ở đây. Thì anh em có thể để vòi rửa các thứ ở vị trí này. Đấy gì ạ? Khi mà chúng ta mà nhà có công chuyện đông, hoặc là chúng ta mổ gà đúng không ạ? Đấy, hoặc là chúng ta chế biến thì chúng ta có thể có một cái khu vực sân ướt ở bên ngoài. Còn cái vị trí này là tiếp giáp với cái ranh giới của hàng rào rồi anh em nhé. Đó. Ok. Thế thì bây giờ tôi sẽ bố trí về phần nội thất. Thực ra nội thất thì anh em nên vào phần mềm Revit cho nó nhanh. Đấy. Để gì ạ? Chúng ta kê đồ đạc với các thứ là nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều. Nhưng mà tôi vẽ tượng trưng thôi nhá, để cho anh em hình dung qua. Còn tí nữa chi tiết là chúng ta sẽ vào phần mềm Revit. Tất nhiên bàn thờ là chúng ta sẽ vẽ ở đây rồi, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ có một cái bàn thờ vị trí như thế này. Rồi, cái khu vực phòng khách thì tôi sẽ phát triển như sau. Tại vì gia chủ thì mong muốn là có một cái khu vực sập, để ví dụ như trong trường hợp đây chúng ta có một khu vực phòng ngủ thôi, nhưng mà con cháu về hoặc là nhỡ đâu là có đông người chẳng hạn thì chúng ta hoàn toàn có thể ngủ ở khu vực phòng khách này. Sau này vẫn lắp điều hòa phòng khách anh bình thường anh em nhé, có cả hệ thống quạt trần. Nên là ý tưởng của tôi là sẽ để một cái khu vực sập nó ở đây. Đấy. Thì gia chủ cũng rất là mong muốn là có một cái sập là khu vực phòng khách giống như gì ạ? À, cái nếp sống của các cụ ngày xưa đấy ạ. Thì đây là sẽ là cái khu vực sập. Rồi, còn cái khu vực mà chúng ta sẽ để bộ bàn ghế phòng khách thì tất nhiên ở vị trí này rồi. Thì rất là rộng rãi để chúng ta để bố trí được cái bộ bàn ghế gỗ, đúng không ạ? Có thể ngồi rất là rộng rãi ở đây. Ok, đây là cái bàn trà chẳng hạn. Rồi, tôi sẽ phát triển là ghế sang hai bên như thế này. Rồi, còn đây là cái khu vực mà chúng ta làm kệ tivi chẳng hạn. Rồi, ok. Đấy, phòng ăn này thì đơn giản rồi, là chúng ta sẽ kê trực diện cái khu vực bàn ăn ở đây thôi. Đây, tôi sẽ bố trí một cái khu vực bàn ăn, nó sẽ khoảng tầm 8 ghế là thoải mái anh em nha. 8 ghế thoải mái luôn. Đấy, thì tí nữa chúng ta vào phần mềm Revit thì chúng ta sẽ lấy các cái thư viện nó có sẵn các cái tỷ lệ rồi, nó chuẩn hơn. Đấy, đây tôi vẽ tượng trưng thôi. Rồi. Tiếp đến là cái khu vực phòng ngủ thì cũng bố trí luôn cái giường tủ để anh em cơ bản nắm được ý tưởng. Đây, tôi sẽ mù cái tờ này nó dịch ra một chút. Rồi, giường ngủ thì chúng ta sẽ bố trí ở đây thôi. Đấy, giường này thì chúng tôi sẽ kê giường 1m8 anh em nhé. Đó. Đây, chúng ta sẽ làm hai cái táp ở giường ở đây. Ok. Đấy, chỗ này sẽ có thể là tivi treo tường thôi. Còn cái khu vực tủ quần áo là chúng ta sẽ căn, nếu mà chúng ta sẽ còn diện tích thì chúng ta sẽ căn nó bố trí cái tủ quần áo ở vị trí này. Đây. Rồi, ok. Đó. Thì đấy là cái ý tưởng nó sẽ như vậy anh em nhá. Rồi. Ok, còn vệ sinh thì tí nữa chúng ta sẽ vào bên trong phần mềm Revit. Nhưng mà đây để nó hoàn chỉnh nốt thì tôi xin phép là tôi vẽ cái cửa khu vực vệ sinh nữa là xong. Còn cái việc mà chúng ta bố trí lavabo, vòi sen, bệ xí như thế nào thì chúng ta vào phần mềm Revit nhé. Đấy, thì thực chất khi mà tôi đã tìm ý tưởng được rồi thì không cần phải vẽ mấy cái đồ đạc nội thất này đâu. Chúng ta sẽ vào bên trong Revit thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, thì đây là cái ý tưởng mà tôi phát triển về phần mặt bằng. Và mọi người thấy nó sẽ rất là hợp lý hơn so với cái gì ạ? Cái phương án của chủ đầu tư đưa ra đúng không ạ? Sau khi xong cái ý tưởng như này rồi thì tôi sẽ đưa nó vào cái phần gì ạ? Mặt bằng hiện trạng của gia chủ. Thì sẽ ra được cái tổng mặt bằng để phân tích cho gia chủ là bố trí như thế này thì khoảng sân bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau nó còn như thế nào. Đây, tôi mở luôn cho anh em nhé. Đấy, thì chúng tôi sẽ đưa vào cái phần tổng mặt bằng nó như thế như này. Anh em sẽ thấy là gì ạ? Vẫn có khoảng sân ở phía đằng sau rất là thoáng. Cái phần này là chúng ta sẽ căn chỉnh thôi, sẽ được ra các cái kích thước nó chi tiết. Và phần này anh em thấy là cái rộng nhất được 6m18 này, thoải mái để ô tô luôn. Đó. Còn cái phần chiều này ấy, thì chúng ta vừa rồi chúng ta tính toán rồi làm sao nó ưu tiên rộng nhất có thể đúng không ạ? Đấy, nó phải khoảng từ 4 đến 5 mét. Đấy, đây là khu vực cổng chính đây. Đấy, thì chúng ta trình bày vào cái phương án của chúng ta rồi. Còn bây giờ tôi xin phép là mở cái phần mềm Revit lên để nói cho anh em
cái việc mà chúng tôi sẽ dựng trong phần mềm Revit như nào. Tại sao tôi bảo anh em nên dựng trong phần mềm Revit? Nếu mà dựng trong phần mềm AutoCAD ấy thì nó sẽ bị gặp phải cái vấn đề đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ không phát triển được cái mô hình 3D để cho chủ nhà nhìn hình dung trực quan. Cái thứ hai nữa là kế thừa để cho các cái bộ phận, nếu mà anh em có tách ra là bộ phận phát triển về mặt hình khối này, bộ phận về kết cấu, bộ phận điện nước cùng làm trên một file này. Đấy, thì Revit nó rất là hay, là kế thừa được. Chứ nếu không chúng ta làm AutoCAD thì đến cái ông dựng, ông lại sang 3ds Max, ông lại ngồi tưởng tượng, ông lại dựng lại, lại đi render đúng không ạ? Rồi ông chả kế thừa được cái gì cả. Ông bổ chi tiết cũng lại ngồi tưởng tượng đúng không ạ? Mà ngồi tưởng tượng đi bổ từng mặt cắt nó mất rất nhiều thời gian, hoặc là nếu mà có thay đổi lại, cập nhật lại mất rất nhiều thời gian. Cái thứ ba nữa là ông kết cấu, ông điện nước ông chả thừa được cái gì cả. Ông lại đi dựng lại từ đầu, mất rất nhiều thời gian. Thì cái hay của phần mềm Revit là cập nhật được cả kiến trúc, kết cấu, điện nước ở trên cùng một phần mềm. Đây như anh em nhìn thấy đây nhá, để sau khi xuất hồ sơ ra này. Đấy, thì đây là cái phần bản vẽ kiến trúc này, cứ 2D sẽ có bản vẽ 3D này. Đó, rất là ok luôn. Đấy là về phần kiến trúc này. Về phần kết cấu này anh em nhìn thấy chưa? Đó, thì bộ phận kết cấu sẽ được thừa hưởng luôn các cái lưới trục, các cái bức tường, và chỉ cần chỉnh sửa lại toàn bộ cái phần kết cấu thôi. Đây, còn phần điện nước đây anh em nhìn thấy. Đó. Trên cùng một mô hình luôn anh em nhá. Rất ok luôn. Đấy, kể cả bản vẽ chi tiết thì chúng ta chỉ cần đi ghi chú kích thước thôi. Chúng ta không cần phải vẽ từng nét giống như phần mềm AutoCAD nữa. Đấy, nên lời khuyên tôi là anh em phải xử lý ngay. Đối với phần mềm này thì khi mà anh em vào tìm ý xong, tức là chúng ta đã phát triển được cái ý tưởng. Đấy, ý tưởng giống như mà tôi đã trình bày lúc đầu đấy ạ. Tức là chúng ta chia ô thôi, chúng ta làm nhiều chúng ta sẽ biết được cái khoảng, các cái kích thước ướm ướm nó sẽ bao nhiêu. Còn đâu chính xác là chúng ta vào đấy, đúng không ạ? Đây, còn đây là cái việc mà chúng ta chia ô, chúng ta đi tìm ý, anh em nhớ nhá. Chứ đừng có soi cái phần mà tỷ lệ liếc ở đối với bản vẽ này. Đó, thì chúng ta sẽ vào phần mềm Revit mà chúng ta sẽ chia lưới trục này, mọi người thấy các cái lưới trục này. Sau đó chúng ta sẽ dựng về phần tường, sau đó chúng ta sẽ đưa các cái đồ nội thất cũng như cái phần cửa nó có sẵn hết trong phần mềm Revit rồi. Nếu anh em nào đăng ký những cái khóa có phí thì chúng tôi cho hết anh em các cái thư viện luôn, đầy đủ full tất cả các loại công trình. Đấy, rất là ok luôn. Thì sau đó thì anh em sẽ có luôn được cái mặt bằng như này. Anh em chưa cần phải dựng cột đâu, chưa cần phải dựng dầm. Chúng ta chỉ cần thêm phần nền nữa thôi, và phần các cái bậc này nó có thư viện hết. Đấy, nó rất là nhanh. Kể cả diện những cái mà cột sảnh trang trí này nó đều có thư viện hết, anh em chỉ cần chỉnh lại kích thước thôi. Đấy là cái tuyệt vời và cái nhanh chóng của phần mềm Revit, và nó kế thừa được cho các bộ phận khác. Đấy, và sau đó thì anh em đưa cho chủ đầu tư để họ gì ạ? Họ xem cả mặt bằng 2D, kích thước và mặt bằng 3D như này, và anh em điều chỉnh gì nó cũng thay đổi rất là nhanh anh em nhé. Đấy, ví dụ như tường này chúng ta muốn lồi ra, lõm vào, thụt ra, thụt vào, đây tôi kéo vào thì tự động nó cũng sẽ cập nhật luôn ở trên phần mềm 3D luôn. Thì đấy là cái hay, và chúng ta có thể thay đổi các cái kích thước của phần cửa đi, cửa sổ đấy, và các cái đồ đạc nội thất rất là tiện trên phần mềm. Đấy, và chúng ta có thể xoay trực tiếp như thế này thôi. Chúng ta chưa cần phải dựng mái, chưa cần phải dựng tất cả các cái chi tiết trang trí phía bên ngoài làm gì. Đấy, sau khi mà chủ đầu tư chốt ok rồi thì chúng ta bắt đầu với tiến hành, chúng ta sẽ dựng hình mặt về mặt hình khối. Đó, và dựng luôn trong cái mô hình mà khi chủ đầu tư chốt ở phần mềm Revit như thế này. Đó, và sau khi xong thì chúng ta sẽ trình bày bản vẽ thôi. Đấy, cái phần mềm này sẽ tự động nó xuất cho chúng ta mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Đấy, chủ yếu là chúng ta đã có những cái template mà chúng ta đưa về tiêu chuẩn Việt Nam, và chúng ta đưa vào khung tên như này thôi. Đấy, anh em thấy chưa? Đó, thì rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, thì hy vọng là anh em đấy một loạt các cái bản vẽ, và tiếp tục cái phần kết cấu điện nước tiếp lối vào đây. Đấy, giống như vừa rồi tôi chia sẻ. Đấy, thì hy vọng là anh em đã có thêm một cái ý tưởng nữa nhé. Và nhớ phải sử dụng phần mềm Revit, hay gọi là công nghệ BIM nói chung, khi mà chúng ta đồng bộ ba bộ môn như vậy. Thì hiện nay công ty cổ phần kiến trúc Kisato là một hệ sinh thái của Kisato Group, đã làm toàn bộ các cái công trình nhà dân bằng công nghệ BIM, từ kiến trúc, kết cấu, điện, nước đồng bộ hết, và chúng tôi quản lý không chỉ từ thiết kế mà trong cả phần thi công trọn gói. Đấy, nên anh em cái bước đầu tiên ấy là cần phải học cái phần mềm này. Còn nếu mà những anh em mà đang bán vật liệu xây dựng ấy, hoặc đang làm đồ nội thất, chúng ta cần muốn là có một cái phần mềm dựng nhanh được cái công năng, và chúng ta bố trí cái đồ đạc nội thất cho chủ đầu tư, hoặc là chúng ta bố trí phần gạch men nó như thế nào ấy. Đấy, rồi đưa ảnh ra thực tế cho chủ nhà xem ấy, thì anh em lên gì ạ? Nên sử dụng phần mềm Revit, nó rất là nhanh anh em nhé. Chúng ta chỉ đo đạc lại, chúng ta dựng lại thôi, hoặc là chúng ta góp thêm các ý tưởng cho chủ đầu tư. Nếu không bắt đầu từ đây thì rất là khó. Và từ phần mềm Revit này chúng ta có thể gen được các cái bức ảnh phối cảnh như các bạn đang nhìn thấy trên hình ở đây. Đó, rất là đẹp, bắt mắt và rất ok, rất nhanh đúng không ạ? Thì anh em có thể truy cập vào web ở bên dưới quà.kisato.com, tìm đến khóa học Revit miễn phí, thì tôi cũng đã chia sẻ các cái bài học về dựng hình phần mềm Revit như thế nào rồi. Còn đâu mà anh em muốn nhanh ấy, thì chúng ta lên vào luôn một cái website
Đó, có vào một cái website đây nhá. Đầu tiên là mặt bằng.gizento.com để học chuyên sâu về cái việc là tư duy thiết kế mặt bằng công năng như nào. Thì trong này thì chúng tôi hướng dẫn rất là nhiều các loại mặt bằng cũng như tư duy thiết kế các cái loại mặt bằng, thì anh em học chuyên sâu hơn để hiểu sâu hơn về mặt bằng. Còn nếu mà anh em đã mặt bằng ok rồi thì anh em hãy vào cái website có tên gọi là gizento.com. Đấy, chúng ta kéo xuống dưới thì anh em học về các cái khoa học. Đầu tiên là học về nhà vườn trước. Đấy, như hôm nay là khóa học nhà vườn thì là anh em vào cái khóa nhà vườn này. Đấy, sau đó là anh em học về biệt thự hiện đại, biệt thự tân cổ điển, trong nhà phố, đúng không ạ? Đấy, villa. Đấy, chúng ta có tất cả khoa học và chúng tôi đều hướng dẫn các công trình thực tế từ dựng, từ bổ đến render hình ảnh như thế nào anh em nhé. Đó, thì anh em học chuyên sâu thì vào gizento.com hoặc liên hệ bạn trợ lý theo số điện thoại bên dưới, bạn ấy sẽ chia sẻ để làm sao mà ok nhất. Thì theo tôi đây là một cái cơ hội giúp cho anh em chuyển từ gì ạ? Một cái lĩnh vực mà có thể là anh em đang làm thi công hoặc là chúng ta đang làm một cái mà thấy nó hơi vất vả quá, thì chúng ta có thêm một cái nguồn thu nhập nữa. Đấy, để gì ạ? Sống với đam mê, nếu anh em đam mê về phần thiết kế đúng không ạ, hoặc là chúng ta phục vụ cho các cái công việc khác của chúng ta, như chúng ta buôn bán vật liệu xây dựng. Ví dụ rất nhiều học trò tôi họ bán đá lát sân chẳng hạn, thì họ sẽ gì ạ? Lấy các cái phần dựng lại các cái hiện trạng đúng không ạ, hoặc là kết hợp với đội kiến trúc họ sẽ đưa các cái ảnh map vào đây. Đó, chúng ta hoàn toàn để thay được các cái ảnh map này, kể cả gạch trong nhà anh em nhé, và đưa cho chủ đầu tư. Chủ đầu tư thích cái nào là chúng ta chốt thôi, hoặc là kể cả phần đơn vị mái đấy, rất nhiều học trò tôi, hoặc là phần sơn đấy, họ gì ạ, sẽ chỉnh sửa rất là nhanh. Cái giá trị là họ đóng góp gia tăng thêm những cái chi tiết hoặc là những cái phần kiến trúc nếu mà chủ nhà thấy nó chưa ưng ý, đúng không ạ? Ngoài cái việc mà vật liệu họ tư vấn đấy, thì nó rất là nhiều mục đích khác nhau, nên anh em lên học anh em nhé. Cái lời khuyên thật của tôi là như vậy, và đừng quên đăng ký kênh Học viện Gizanto để dạ, tôi có nhiều cái video clip sẽ chia sẻ cho anh em trong thời gian tới. Đây, anh em đăng ký kênh nhé. Cái hay nữa là anh em cần tôi lên ý tưởng cho một bằng công trình nào thì anh em cứ comment xuống dưới. Và Học viện Gizanto thì khác biệt với những học viện khác này, ở đây thì tất cả các giảng viên đều là các cái chủ trì hoặc là những cái giám đốc đã làm thực chiến thực tế rồi. Anh em theo dõi nhiều đều rất là nhiều các cái mảng khác nhau, từ thiết kế thi công cho tới quản lý dự án. Anh em sẽ tham khảo rất là nhiều các cái chuyên gia khác nhau. Chúng tôi không phải là một người nào đó, hoặc là chúng tôi chỉ dạy lý thuyết, và Học viện Gizanto chỉ là một hệ sinh thái trong hệ thống Kisato Group. Thì các bạn có thể vào website Kisato này làm rất rất nhiều các công trình trên toàn quốc rồi, đủ các thể loại đó. Và chúng tôi gì ạ? Mở Học viện Gizanto ra để mong muốn là những anh em đang khát khao với cái lĩnh vực thiết kế thi công trong mảng nhà dân nói riêng và mảng ngành xây dựng nói chung, muốn cập nhật thực tế những cái gì mà đang làm thì gì ạ? Có thể học một cách ok hơn, tại vì slogan của Học viện Gizanto là học thực tế ứng dụng nhanh mà. Đấy, thì giảng viên là những người thực chiến, công trình là thực chiến, và dạ, các anh em sẽ có những cái rất nhiều các cái bài học với case study khác nhau, với nhiều cái trường hợp phá vấp khác nhau đó. Và ngoài ra thì anh em học ok thì sẽ được dạ, cộng tác hoặc là kết hợp với chúng tôi, hoặc là dạ, xin vào trong hệ thống của chúng tôi làm luôn, vì chúng tôi có rất là nhiều các công trình khác nhau. Nên hy vọng là với những cái chia sẻ vừa rồi thì anh em có thể hiểu hơn về Học viện Gizanto, và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ qua bất kỳ cái video chia sẻ chi tiết nào trong ngành xây dựng nhé. Thì sắp tới tôi sẽ chia sẻ chuyên sâu hơn nữa ngoài những kiến thức chuyên ngành này, thì cái định hướng phát triển để anh em đi lâu dài trong cái việc mà chúng ta có thể tiến đến mở công ty hoặc là thăng tiến hơn ở những cái vị trí cao hơn, thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược như thế nào. Tại vì quản trị cả một công ty trong mảng thiết kế thi công cũng như ngành xây dựng nói chung cũng rất là nhiều vấn đề, nên tôi sẽ chia sẻ thường xuyên ở trên này ngoài cái việc chuyên môn ra. À, đừng quên đăng ký kênh anh em nhé. Xin chào lại anh em video chia sẻ tiếp theo. Gizanto sở hữu một đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệm và sự nhiệt huyết thâm niên trong lĩnh vực đào tạo giảng dạy các khóa học tổng hợp về kiến trúc xây dựng, có một hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến hiện đại, giáo trình từ cơ bản đến chuyên sâu cùng nhiều phương pháp học tập khoa học đem đến hiệu quả tối ưu cho quá trình học tập và giảng dạy. Đến với Học viện Gizanto, học viên sẽ được cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí, được từng giảng viên cầm tay chỉ dẫn và nhận được những gói học bổng kèm ưu đãi trọn đời khi đạt kết quả xuất sắc tại các kỳ thi do học viện tổ chức. Ở đây, bạn sẽ được học các khóa học như AutoCAD, 3DS Max, Revit, ETAP, SAP, bóc tách vật tư, dự toán, dựng hình và được chi tiết kiến trúc công trình cùng rất là nhiều các khóa học khác. Bên cạnh việc học lý thuyết, chúng tôi luôn tạo ra các cuộc gặp gỡ, giao lưu, trao đổi giữa học viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng,
giúp cho học viên có những trải nghiệm thiết thực để nâng cao kiến thức đã được tiếp thu, hiểu và ứng dụng nhanh chóng vào thực tiễn. Sự khác biệt của Học viện Gigento so với những trung tâm đào tạo khác là 100% giảng viên của chúng tôi là những người chủ trì, quản lý, CEO của các công ty, các nhà máy với kinh nghiệm thực chiến nhiều năm. Trong các bài giảng chúng tôi đưa ra rất là nhiều các case study thực tế giúp bạn nắm bắt chính xác công việc phải làm, các tình huống có thể xảy ra và các kinh nghiệm quý báu giúp bạn rút ngắn thời gian học, tránh được các sai lầm và vận dụng được ngay vào thực tế công việc ra kết quả chứ không phải là lý thuyết suông. Với tiêu chí lấy học viên làm trọng tâm, lấy giảng viên làm huyết mạch, lấy chất lượng đào tạo làm chìa khóa thành công, sự thành công của học viên là linh hồn của học viện. Đặt cái tâm trong từng bài giảng, nhiệt tình trong từng hành động, quay ứng dụng công nghệ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu làm bàn đạp là then chốt trong thành công của học viên, cùng với mục tiêu trở thành học viện top 1 trong lĩnh vực thiết kế thi công xây dựng. Gigento cam kết sẽ mang đến cho các bạn những khoa học chất lượng, dễ tiếp thu và ứng dụng trong thực tế, không ngừng nâng cao giá trị bản thân và giá trị doanh nghiệp. Học viện Gigento, học thực tế, ứng dụng nhanh.